Lần đầu tiên chúng ta có gì? One syllable ha, tính từ ngắn. Ví dụ như chữ clear, rõ ràng ha, rõ, sạch. Sạch hơn là thêm đuôi gì vô? Clear, clearer. Và sạch nhất là real, clear gì? Thêm đuôi S là clearest. Đó nhé. Thơm thì thêm R. Tính từ ngắn nha, tính từ ngắn. Thơm thêm R, nhất thêm ST. Rồi. Đó là gì mấy anh chị? Đó là gì? Đúng rồi, đó là tối ha. Tối hơn là darker. Tối nhất là darkest. Right. Mập là gì? Fat. Mập hơn là fatter. Mập nhất là fattest. Ok, thank you. Tốt là gì mấy anh chị? Good. Tốt hơn là gì? Best. Yeah, it's better, right? Đại gây bạn ha. Lát có à? Trời. Thì cho mấy chị nhớ ha. Đây, good ha, đúng từ. Tốt hơn, ta sẽ giúp better. Và nhất. Nhớ luôn chữ là best đi ha. Đó, sẽ nhất với chữ đầu à. Là best. Đấy. Mấy chữ đầu là better hay là better? Better hay better? Ai đợi, it's okay. Cái nào cũng được hết ha. Better là cái American accent, tiếng Mỹ ha, tiếng Anh của Mỹ. Còn better là tiếng Anh của Anh, British. Cái này ok thôi, không sao hết. Rồi, đối với những tính từ ngắn, nhưng nó có sẵn cái đuôi E rồi, chúng ta chỉ cần thêm chữ R. À, để đó là sẵn hơn. Wise là thông minh. Wiser là thông minh hơn, khôn hơn. Wisest là thông minh nhất. Simple là gì các anh chị? Đơn giản không? Đơn giản hơn là gì? Simpler ha. Đã có sẵn chứ, đã có sẵn cái đuôi E rồi, ta không thêm đuôi E nữa ha. Ta chỉ nguyên đuôi E đó, thêm chữ R rồi chứ. Extra thôi. Simpler ha, đơn giản hơn và đây rất là simplest. Alright, simplest. Rồi tiếp theo ha, đối với những tính từ kết thúc với một cái gọi là vowel là nguyên âm và một consonant là một phụ âm thì nó cần việc double cái chữ cuối cùng lên. Các chị biết từ nào nguyên âm là phụ âm chưa? Giờ biết đúng không? Thì chắc là chưa rồi. Rồi thì vậy ha, nguyên âm là những cái âm là được quy ước theo tiếng Anh đó, nó là âm này nè. Đây à, mấy chị nhớ dùng cái câu này nha. Cái đấy là loại gì? Loại loại, alright. Nó là vowel ha, nguyên âm. Rồi. Ngoài những từ này ra thì tức là gọi là gì? Phụ âm, alright, phụ âm. Rồi đó.
khi mà một đánh tờ nè kết thúc phụ âm nguyên âm phụ âm là thi gầy đó, phụ âm chữ h nguyên âm chữ y và phụ âm chữ n, chúng ta cần đắp bò cái từ cuối cùng lên ha, đắp bò là nhân hai lên, sau đó mới thêm cái r là s lên. Thi n nhưng mà có hai chữ n, tennis có hai chữ n ha. Đấy, hoặc là mập đúng không, fat f a t f phụ âm a nguyên âm t là phụ âm, đắp bò chữ t lên cuối cùng fat là mập hơn và mập nhất là fattest. Skin này á, skin này là gầy, skin này với thin khác gì nhau? Giờ biết đúng không? Nó có rất nhiều từ gầy trong tiếng Anh ha. Này hồi lâu nha. Cho nên lúc mình chỉ đó là gầy nhom đúng không? Hoặc là gầy cân đối là cái gì đó, nó rất nhiều từ gầy tiếng Anh. Thấy là nó có từ thin, nó có từ skin này. Nó có từ bony, nó có từ slender nữa, slender. Đấy, thin là gầy mà gầy là hơi ống nhom và ống nhắt á. Skin này là gầy đẹp nè, đó gầy đẹp nha, gầy mà đẹp. Bony là gầy trơ xương nè, còn slender là gầy mà chẳng bật cái mặt luôn đó, gầy xanh xao ốm yếu á, ốm cái mức độ bụng gầy đó. Cho nên là bé chị đi mà siêu thị đúng không, mà thấy sở cho người nói là thin milk gì đó, là sở cho người gầy mà hơi ốm yếu ha, hiểu không? Ốm gầy là do ốm yếu do cơ địa đó. Còn đi mua đồ đúng không, skinny jeans đúng không, quần jean ôm rất là đẹp ha. Đấy, skin này nữa ông gầy đẹp ha. Rồi em đi cho anh đi. Là sao anh đi đúng giờ nhé. Kéo mũi nhé. Đấy. Rồi các bạn chị đặt câu hỏi rất là hay ha. Rồi bạn chị có thắc mắc câu hỏi nào giống như chị này cứ đặt câu hỏi ha. Không có gì hết. Rồi đó mấy anh chị nào, mấy anh chị có biết từ đẹp không? Là beautiful đúng không? Ngoài cái từ đẹp đó các chị có xài từ nào mà nghĩ là đẹp nữa không? Pretty, đẹp đúng không? Đó, như chị này xài rất là nhiều từ ha. Đẹp, ngoài từ beautiful ra. Rồi pretty, đẹp này cho nam hay nữ? Nữ nha, nữ thì chơi hồi thì nữ thôi, nam mà xanh này cũng hơi ấy đó. Nam mà xanh thì giống mấy anh chị handsome đó, handsome rồi nice cũng ok nè đúng không? Còn cho cảnh bật thì sao? Cute đúng không? Đó, cute rồi. Còn cảnh bật thì sao? Này cho người cảnh bật đi, cảnh bật là đẹp thì nói từ gì? Tại vậy ha, hơi khó xíu mà mấy chị học được thì học ha, particular và kiểu rất là hùng vĩ đó, kiểu vậy. Hoặc là mấy cái gì rất là đẹp mà kiểu như thời nó rất là hoài cổ, rất là đẹp và tự nhiên đó, thì mấy sorry đẹp mà rất là cổ xưa mà nhìn nó cái rất là chill chill với mấy chị thành là gì, nó là vintage đúng không? Đó, vintage ha. Với phần là vintage gì đó. Đó, mình dạy cứ ghi lại đi ha. Để cái gì sau này còn mình còn dạy con cái cháu mình kiểu vậy. Dạy nó biết ha. Rồi, còn một quy tắc đi học nốt đi. Have it nhưng kết thúc bằng đôi y dài. Ví dụ như từ bạn rồi busy thì bạn rồi thôi mình làm sao? Thứ nhất mình cắt cái chữ y dài đi, cắt y dài mình thêm y ngắn vô và mình đổi y dài đi ngắn sẽ mình thêm r ha.
busy busiest, bận rộn, bận rộn hơn, bận rộn nhất. Đó. Tên tự từ Mary là gì mấy anh chị? Mary là gì? Mới xong á, Mary gì? Merry Christmas đúng không? Rồi Mary là à, Mary là từ cổ, từ happy ha, vui đó. Đó, happier, happiest cũng vậy ha. À, Mary, merrier, merriest, vui, vui hơn, vui nhất. Rồi, viết xong đây. Như nãy giờ mới làm cái không bật đúng không? Có hai cái không gì vậy? Cái phòng này nó lớn chứ rồi các anh chị là chưa điện tranh thì lát cho lên điện tranh nhé. Yeah. Nếu không thì coi như là mình mất một buổi sáng rồi đó. Tính từ dài rất dễ ha, chỉ cần thêm chữ more hoặc most lần trước thôi là xong. More là cho lớn hơn, most là lớn nhất. Rồi không làm thêm phần tác gì cả, chỉ thêm hai lần lớn thôi. Rồi mấy anh kia nhớ ghi bài luôn nha. Đó, chạm rồi đó. Khi làm kiểm tra thì nhớ ôn tập cho kỹ vô, còn không ghi không chép làm kiểm tra không làm luôn thì thầy bỏ tay nha. Rồi đó đây nè, các bạn em muốn chỉ vừa lưu ý nè, có một số từ ha đó là rất đặc biệt, được chưa? Nó không tùy theo quy tắc nào hết. Tốt, good, tốt hơn, better, và tốt nhất là best. Tệ, bad, tệ hơn, worst, và tệ nhất là worst. Little là ít, ít hơn, less, ít nhất là least. Nhiều, much, nhiều hơn, more, nhiều nhất, most. Alright, ok, cộng các bạn này đi nha, quan trọng lắm. Slide thì mới anh chụp thôi chứ thầy không có chia sẻ được cho chị. Tại vì đây là tài liệu của nhà trường đó. Ai yên tâm, cuối kỳ, sorry cuối học đó, thầy chép hình đưa thầy sửa đại cương cho ông tập ha. Không biết đâu có ông như đại cương là được. Chỉ sẽ giáo khoa là xong thôi, không gì hết. Trời ơi, mới học cái bộ đầu tiên rồi, ôm trước đi thôi. Ngành với anh. À rồi, ok, ok. Rồi, chị cứ chụp đi, ra đâu, có nội dung cũng như vậy thôi. Rồi, thầy gửi bài tập cho. Chưa tiếp kịp bắt đầu rồi, sorry. Sorry, chị.
thôi, giống một số trường hợp là đặc biệt nhé, đi dài đó thì để chạy được ha, bền bỉ đi dài đi ngắn mình thêm R hoặc là ST đó ha, happy, happier, easier, earlier, clever, có luôn sẵn luôn E rồi mình chuyển thành chữ R thôi, ở luôn E mình chuyển thành chữ với R thì thôi sau rồi narrow thì thêm R vô, phải tạo vô thì chàng cũng hát gì đó. Đó. Cái dài thì biến đổi là mấy chị nhớ là dài đi ngắn nha, cho đến hơn nhất gì á cũng bị dài đi ngắn trước thì nó mới đổi vô. Làm giấy của mình chứng thì đại thầy giấy cộng điểm thôi ha, cộng điểm